cảnh sát bắt 132 người và thu hàng triệu euro trong cuộc trấn áp quy mô lớn nhằm vào tổ chức Ndrangheta tại loạt nước châu Âu. Giới chức Đức hôm nay cho biết cuộc trấn áp là kết quả của chiến dịch điều tra Eureka kéo dài 3 năm giữa 8 quốc gia châu Âu, Brazil và Panama. Cục cảnh sát châu Âu Europol nói rằng gần 2.800 cảnh sát các nước tham gia chiến dịch Eureka và mô tả đây là đợt trấn áp lớn nhất lịch sử nhằm vào các nhóm tội phạm có tổ chức ở Italy. Ndrangheta, có nguồn gốc từ vùng Calabria ở phía nam Italy, đã vượt qua băng Cosa Nostra để trở thành tổ chức mafia lớn nhất Italy và sở hữu mạng lưới tội phạm lớn hàng đầu thế giới, được cho là hoạt động ở hơn 40 quốc gia. Giới điều tra Italy và bị cáo buộc tổ chức Ndrangheta từng vận chuyển gần 25 tấn cocaine và hơn 24,2 triệu euro từ vùng Calabria, miền nam Italy, đến Bỉ, Hà Lan và Nam Mỹ trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 1 năm 2022. Cảnh sát Italy đã thực hiện 108 vụ bắt giữ trên toàn quốc, trong đó tập trung vào mạng lưới tội phạm do một số gia đình Ndrangheta điều hành ở thị trấn San Luca, thuộc tỉnh Reggio Calabria ở miền nam. Cảnh sát Đức bắt hàng chục nghi phạm trong cuộc đột kích rạng sáng và thu giữ nhiều bằng chứng. Cảnh sát Bỉ cũng đột kích hơn 20 địa điểm khác nhau. Cảnh sát Tây Ban Nha cũng bắt một người đàn ông ở Malaga, song không nêu chi tiết. Các nghi phạm bị cáo buộc hoạt động tội phạm có tổ chức rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo, buôn ma túy và vũ khí. Bộ trưởng Nội vụ Đức Michael Eberling ca ngợi cuộc trấn áp là đòn đánh hiệu quả. Hôm nay gửi một tín hiệu rất rõ ràng, không có chỗ cho tội phạm có tổ chức ở châu Âu, ông nói.